Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 36. Chương 351, Đạo Tổ Đối Quyết 1. Từ khi phong thần quét sạch các bức tượng của ngôi đền bằng cơn cuồng phong, ngôi đền lớn đó đã được xây dựng lại một lần nữa, sự nguy nga lộng lẫy có thể so sánh với bất kỳ điện thờ nào trong nhân gian. So với lần trước tôi tới ngôi đền, không khí ngột ngạt hơn rất nhiều, nhiều hơn gấp mấy lần hơi thở thần thánh, lý do nằm ở điện thờ nữ oa nương nương. Kể từ sau khi Ngạo Hàn làm thủ lĩnh giã tiên, xây dựng đền thờ cho nữ oa, quy mô có thể so sánh với tam thanh đại điện của đạo môn. Hiện giờ trong ngôi đền không có ai, tất cả giã tiên đều xuống núi tham chiến. Đi trêu chọc sự tôn nghiêm của một vị thần, tôi cũng rất lo lắng. Nhưng phẫn nộ nhiều hơn. Phong thần hiển linh là vì ngài ấy đã coi mình là một phần tử ma đạo, thậm chí sự sinh tử tồn vong của ma đạo trong lòng của ngài còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Cơn cuồng phong sau khi quét sạch ngôi đền lần này, bà ta trực tiếp chọn chư thần hoàng hôn để bắt đầu thử thách sinh tử. Giã tiên đối với nữ oa là gì? Không là gì cả. Nữ oa là thần thượng cổ, thành đạo trước thời Hồng Hoang. Ngay thời Hồng Hoang, bà ta đã từ bỏ quyền trông coi với yêu tộc, cắt đứt nhân quả với thế gian. Nhưng bây giờ thế giới Hồng Hoang đã rút lui khỏi võ đài lịch sử, đạo trường của nữ oa cũng không còn xuất hiện ở nhân gian nữa. Nói trắng ra, yêu tộc nhân gian và bà ta không hề có một chút liên quan, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới ma đạo của tôi. Nếu không phải ma đạo tổ sư truyền lại lục đạo, thì làm sao tu hành chi pháp giá tiên? Cho nên giã tiên tôn thờ bà ta, chẳng qua là kiếm kế cớ phán xuất ma đạo của bản thân mà thôi. Lần này nữ oa giành lại quyền kiểm soát yêu tộc chỉ vì hợp tác với thiên đạo giáng họa xuống nhân gian, lợi dụng giã tiên làm con tốt thí. Nữ oa chưa bao giờ là lương thần, thật đáng buồn khi làm con tốt thí của bà ta, ngay cả ba con đại yêu được bà ta lợi dụng lúc đầu cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp. Với lời hứa trước khi lợi dụng sẽ cho cáo chín đuôi ba con đại yêu được chính quả, làm chúng nó tàn phá giang sơn của trụ vương. Nếu như biết chính quả đối với đại yêu mà nói thì đáng để đặt cược với sinh mệnh, đương nhiên ba con đại yêu này không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Nếu như không phải nữ oa gợi ý, chúng nó làm sao dám tàn phá Triều Cương. Nhưng sau khi sự thành, nữ oa không giữ lời, thay vào đó đổ lỗi cho chúng nó giết người vô tội. Tự mình bỏ đi, để ba con đại yêu bị nhân đạo Khương Thượng giết. Giã tiên giờ cũng vậy, thật tiếc chúng nó vẫn cúi đầu tôn thờ bà ta. Nếu như nữ oa thực sự để mắt tới chúng, thì làm sao nhẫn tâm nhìn chúng nó thương vong nặng nề như vậy, tới lúc Ngạo Hàn chỉ còn lại thân hồn thì mới ra tay. Trong vô thức, tôi mang đầy lòng oán hận tới trước đền thờ nữ oa. Ngôi đền cao lớn uy nghiêm, sừng sững giữa đất trời. Thà nói rằng nó trang trọng linh thiêng, còn hơn nói rằng nó lạnh lẽo sơ xác tiêu điều. Tôi bước từng bước về phía trước lối đi, cuối cùng cũng tới cổng chính đền. Trong đền ánh sáng lờ mờ, yêu khí dày đặc, tượng nữ oa nương nương thoát ẩn thoát hiện trong ánh nến. Nhân đạo xà thân, dung mạo bán thân trên thật xinh đẹp mỹ miều, thảo nào trụ vương bị cô ả mê hoặc. Tôi đang định bước vào, ngay lập tức cảm thấy có thần niệm sát khí từ trong ngôi đền tràn ra, làm tôi cảm thấy như đang đứng trước vực thẳm, chỉ cần tiến thêm một bước thì lập tức tan xương nát thịt. Vị thần thượng cổ, chí cường thiên tôn cấp bậc đạo tổ. Nếu bà ta muốn giết tôi, chỉ cần niệm một đạo. Nhưng tôi biết, trước khi tôi bước vào ngôi đền bà ta không dám giết tôi. Nguyên nhân là bởi, ma đạo của tôi vẫn còn hai vị thiên tôn tại thế. Bà ta dám ra tay với tôi, hai vị ma đạo thiên tôn cùng hợp sức tạo ngọc thạch câu phần cũng đủ hủy hoại đạo hành bà ta. Nữ oa rất mạnh, nhưng thiên tôn ma đạo của tôi đủ ngông cuồng. Ma đạo thiên tôn không nhiều, có thể tồn tại cho tới bây giờ, bản thân cũng là kẻ rất mạnh trong thiên tôn. Bà ta không thể giết tôi ở ngoài, nhưng có thể tạo vùng cấm cho tôi. Đền thờ này chính là vùng cấm bà ta thiết lập cho tôi. Nếu tôi dám bước vào vùng cấm, ma đạo thiên tôn cũng không có cách nào tìm bà ta báo thù, vì thiên đạo cho phép bà ta làm như vậy. Thần có sự tôn nghiêm của thần, bất khả xâm phạm,
Nếu tự tiện xâm phạm chẳng khác nào tôi tự đi tìm tới cái chết. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan bái kiến nữ oa nương nương. Tôi bái bà ta ở cửa cùng đệ tử, nhưng tôi không quỳ xuống. Làm ma đạo tổ sư, tôi có thể hành lễ như vãn bối, nhưng không tùy tiện quỳ xuống. Vì chư thần khắp trời đất này, người đáng để tôi quỳ bái đâu có nhiều. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ ngôi đền, cùng với đó là sự khinh thường. Tôi hít một hơi thật sâu, nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Xin nữ oa hãy hồi lại phân thần, đừng can thiệp vào cuộc chiến của dã tiên và ma đạo. Hỏi xong, ngôi đền càng thêm sự im lặng chết chóc. Đại miếu này phong 18 ấn, ta đâu tới một mình. Im lặng hồi lâu, mới có giọng nói phát ra từ ngôi đền. Giọng nói chứa đựng đầy sự tức giận, một từ một sát khí, làm cho ngũ cảm lục giác của tôi thành mớ hỗn độn, liên tục lùi vài bước để trấn tĩnh lại. Hoa hoàng bệ hạ sớm cắt đứt mọi nhân quả với nhân gian, thật sự không nên xen vào việc của nhân gian. Tôi nói to với giọng điệu trừng mực. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 352, Đạo Tổ Đối Quyết 2. Việc của ta không tới lượt một con run dế tép diêu như người khoa tay múa chân. Đừng có nói là ngươi, ngay cả năm đó ma đạo tổ sư cũng không dám nói với ta như vậy. Ha ha, nếu như ngài ấy còn sống, Hoa Hoàng bệ hạ cũng không dám tới nhân gian phải không? Nghe bà ta làm nhục ma. Đạo tổ sư, tôi đáp lại, cười nhếch mép một cách lạnh lùng. Nữ oa lúc đầu giật mình, rõ ràng không nghĩ tới tôi dám giễu cợt bà ta, còn trực tiếp uy hiếp bằng thần niệm. Tôi trực tiếp bị thần niệm của bà ta uy hiếp sốc tới mức bị văng ra ngoài, người bay trong không trung liên tục nôn ra máu không ngừng. Xin Hoa Hoàng bệ hạ hãy hồi lại phân thần. Tôi lau đi vệt máu trên khóe miệng, nghiến răng nói chuyện với ngôi đền. Tiếp cú đánh thứ hai, lần này tôi bị văng ra xa ngôi đền cả trăm mét, bị thương nghiêm trọng hơn, phải mất một lúc lâu mới đủ sức đứng dậy. Còn lại gần ngôi đền của ta nửa bước, giết không tha. Nữ oa tàn nhẫn nói. Tôi cảm thấy thật chua xót, muốn dùng bia thất sát uy hiếp nữ oa, trước tiên phải vào đền thờ của nữ oa. Giờ xem trận chiến này, đừng nói vào đến trong đền, sợ ngay cả cổng đền còn không vào nổi. Biết là vậy, tôi bắt đầu chỉnh lại y phục. Trận chiến với dã tiên khiến toàn thân thối đẫm máu, thần sắc mệt nhoài. Lần chấn chỉnh này không làm thay đổi bề ngoài của tôi, chủ yếu là thay đổi trong tâm hồn. Tịnh tâm suy nghĩ, trong sâu thẳm linh hồn dấy lên một sự tôn kính. Theo đó tôi hướng người về bầu trời phía đông, cúi người xuống, khoảnh khắc đầu gối tôi sắp chạm đất. Có một thần niệm khí thế hào hùng được truyền sâu ở tận đáy lòng tôi. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Nghe thấy âm thanh này xong, tôi đứng dậy, sau đó hướng về nền trời Tây Bắc cúi người xuống một góc. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Hai thanh âm này truyền tới tận đáy lòng tôi, một nam một nữ. Giọng nói của họ không chút cảm xúc, nhưng tôi biết, nếu có chuyện xảy ra với tôi, họ nhất định bảo vệ tôi bằng cả sinh mệnh. Vì họ là hai vị thiên tôn cuối cùng trong ma đạo của tôi. Nhận được hồi âm của thiên tôn, tôi bật khóc, lần nữa từng bước tiến về ngôi đền của nữ oa. Theo bước chân của tôi, bầu trời phía đông thay đổi, góc tây bắc chứa đựng một bầu trời đầy sấm sét. Bầu trời im lặng rung chuyển, tôi biết hai vị thiên tôn trong ma đạo của tôi đã bắt đầu theo dõi. Nữ oa chắc chắn không còn sức mạnh thần niệm uy hiếp ngăn cản tôi tới gần ngôi đền. Đợi tôi lại gần cửa đền mới nói, Tạ Lan, chỉ cần ngươi bước vào đền của ta một bước, ta hứa sẽ thu hồi phân thần. Hoa Hoàng bệ hạ như vậy là muốn lấy mạng Tạ Lan tôi ư? Tôi biết. Vào đền rồi, chẳng khác nào xúc phạm khu vực đó, tới lúc ấy ngay cả thiên tôn ma đạo của tôi cũng chẳng thể cứu giúp. Sao thế, ngươi không dám à? Được thôi, chỉ sợ ngươi không lấy được mạng của ta. Nói tới đây, tôi cũng được cho là nhân tử. Nữ oa từ chối thu hồi phân thần, tôi chỉ còn cách hy sinh bia thất sát đánh cược với phân thần của bà ta. Bia thất sát hút năng lượng linh hồn của tôi, thứ phát ra chính là thần niệm của ma đạo tổ sư. Chỉ là không biết tôi sẽ chết trước vì kiệt sức,
hay là phân thần của nữ oa bị thần niệm của ma đạo tổ sư phá hủy. Lúc đó tôi dùng tâm trí để vào huyền quan, trước tiên là đánh thức bia thất sát, sau đó dùng tâm trí để điều khiển huyệt thần đỉnh, mở lối huyền quan và thế giới bên ngoài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Sau khi đọc xong lời tiên tri này, tôi bước về phía trước một cách dứt khoát. Khi bước vào, giống như đi vào một thế giới khác. Bóng tối thật yên ắng, sự giết chóc ập đến như muốn rời núi lấp biển. Mắt thấy tôi sắp bị nuốt chửng, bia thất sát từ trong huyệt thần đình của tôi bắn ra rơi xuống đất, thần niệm của ma đạo tổ sư lấp đầy toàn bộ đền thờ nữ oa. Sau đó, sức mạnh hai thần niệm bắt đầu giao chiến trong ngôi đền. Một bên là đại dương bao la mênh mông như muốn nhấn chìm tôi, một bên vững chãi như núi luôn che chở và bảo vệ tôi. Là nước cạn lộ mặt đá, hay đá chìm xuống biển. Đó là một cuộc chiến không công bằng, ma đạo tổ sư chỉ có thể gửi đi một dây thần niệm, nhưng nữ oa có thể gửi đi đầy một chiếc phân thần. Tâm hồn bắt đầu bùng cháy điên cuồng, với tôi ở hiện tại, muốn kích động bia thất sát thần niệm ma đạo tổ sư không dễ dàng gì. Với tốc độ cháy như này, chỉ sợ không gắng nổi một lúc, càng làm cho cuộc chiến thiên chỉ trở về như lúc đầu. Chỉ là lần trước còn có nữ đế cửu u vì tôi trùng tụ ba hồn bảy vía, lần này làm sao có cơ hội sống sót đây. Dù sao, chỉ cần sợi nhân duyên trên đá tam sinh không bị chặt đứt thì tôi sẽ không thể chết ở đây. Trong lúc lờ mờ, tôi không biết là, lúc tôi và nữ oa đặt cược sinh mệnh phân thần, nữ đế cửu u hiện thân bên bờ vong xuyên, vẻ mặt trầm tư nhìn vào sợi nhân duyên trên đá tam sinh. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, Thần Tượng Băng Than 1. Sau tôi mới biết, tuy rằng sợi nhân duyên do hậu thổ nương nương lấy pháp lực tối cao luyện hóa thành, ngoại trừ nhân duyên song phương có thể mượn tu hành cắt đứt, thiên tôn cấp độ đạo tổ cũng có năng lực cưỡng chế gián đoạn nó. Cũng có nghĩa là nếu nữ oa phân thần muốn dùng vũ lực để giết chết tôi, thì sợ rằng sợi nhân duyên cũng không thể cứu sống tôi. Vì thế khi phát hiện thấy nguy cơ ảnh hưởng đến sống chết của tôi, cửu u nữ đế ngay lập tức chạy tới trước đá tam sinh. Sau một hồi giao chiến thần niệm kịch liệt giữa ma đạo tổ sư và nữ oa, sợi nhân duyên trên đá tam sinh cũng dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng thêm mờ nhạt. Ngay lúc sợi nhân duyên ấy sắp đứt đoạn, cửu u nữ đế đẩy nhẹ đá tam sinh, từ đầu ngón tay của bà ấy vẽ ra một tia máu, giúp kết nối nhân duyên của tôi và mộ dung nguyên duệ lại lần nữa. Tạ Lan, vì ngươi mà cô đã hao tổn hết tâm tư rồi. Cửu u nữ đế lẩm bẩm một mình, sau đó trong mắt lại ánh lên tia quỷ quyệt danh ma, cũng không phải tất cả đều vì ngươi. Cô thật muốn xem màn kịch hay giữa ngươi và mộ dung nguyên duệ sẽ diễn biến ra sao. Ha ha. Nhờ cửu u nữ đế đã ra tay hỗ trợ, thần hồn đã bị rút cạn đến hao mòn của tôi ngay tức thì trở nên ổn định vững chắc. Một nguồn năng lượng linh hồn bỗng chốc từ trong cơ thể tôi tập hợp vào bia thất sát, thay thế cho phần hồn lực đã được tôi kích phát nhờ thiêu cháy thần hồn của chính mình. Tôi vẫn đang cảm thấy nghi hoặc không hiểu chuyện gì. Bất chợt nghe thấy tiếng nói vô tình lãnh khốc của nữ oa vang lên, không biết là vị đạo hữu nào đã ra tay hỗ trợ hắn thế. Không ai đáp lời, nữ oa lạnh lùng hừ một tiếng rồi niệm chú, vạn khí tông nguyên, hồng bàng bổn căn, vô lương tạo hóa, yêu chấn càn khôn. Niệm ra câu chú ngữ này xong, thần niệm phân thần của nữ oa bay vút lên cao, chớp mắt nhấn chìm hoàn toàn thần niệm của ma đạo tổ sư. Dưới sự bức bách hung hãn do sức mạnh thần niệm của nữ oa trà đạp lên người, khiến ngũ cảm lục thức của tôi xuất hiện ra ảo giác mơ hồ. Tựa như đang chôn thân trên nền đất mênh mông vô tận, tiếng quái thú gầm gừ ảo ạt truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mặt đất chấn động, sấm sét ầm ầm, không gian như đảo lộn không thể phân biệt rõ vầng trăng hay vì sao. Mới đầu thần thú tam đại hỗn độn rút lui ra khỏi mảnh trời đất này, do nhân tộc chưa kịp khai hóa. Thế giới vẫn nằm dưới ách thống trị của yêu tộc, mà nữ oa chính là đệ nhất đại yêu đứng sau hậu duệ Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân. Giờ khắc này đây kế mà phân thần đại diện chính là yêu tính của bà ta,
Nói cách khác, đó chính là phân thần lợi hại nhất của nữ oa. Khi nữ oa bại lộ yêu tính của bản thân, trên bia thất sát dần dần sinh ra một vết nứt đầu tiên. Vết nứt vừa xuất hiện, thoáng chốc phía trên tấm bia đã trở nên chằng chịt như lưới nhện. Có lẽ tôi đã cược thua rồi, vì tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất. Ma đạo tổ sư đã hóa thành hư không rời khỏi nhân thế, thần niệm của ông ta cũng biến thành vật chết, không tăng cũng chẳng giảm, chỉ còn sót lại chút sức mạnh khi ông ta khắc tấm bia thất sát này. Mà ngược lại, phân thần của nữ oa sở hữu thần niệm mãnh liệt vô tận, ngoài ra còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong bổn tôn bà ta. Vì thế, tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư không thể chống đỡ đòn tấn công từ phân thần của nữ oa. Bia thất sát sắp vỡ vụn thành từng mảnh, dù cho tôi đau xót tột cùng trước cảnh tượng ấy, nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng yên một chỗ chứ không nghĩ ra cách nào giúp nó phục hồi cả. Cuối cùng, bất thình lình phát ra tiếng nổ vang trời, bia thất sát nổ tung thành bột vụn bay tứ phía. Bia thất sát vỡ tan thành trăm mảnh, tạo ra một chấn động lớn ảnh hưởng đến cả tam giới. Trước đá tam sinh, cửu u nữ đế mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói, đã 3000 năm, cuối cùng huynh cũng chịu để ta gặp huynh lần cuối rồi sao? Nói xong, cửu u nữ đế ngước mặt lên nhìn trời, đôi mắt của u minh từ âm ti bay thẳng tiến đến nhân gian. Hàm Cốc Quan, Động Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở dài rồi nhập định lần nữa. Tại thiên đình, thần hồn của Ngọc Hoàng lay động nhẹ, rồi niệm lên một câu, phụng thiên thừa vận, nghịch thiên tắc vong. Dưới núi Tiểu Bạch, nghe thấy tiếng nổ lớn trong đại miếu, thân thể Khương Tuyết Dương nghiêng ngả không đứng vững, sau đó trực tiếp hướng về phía đại miếu quỳ xuống. Thủy Hỏa Diều Kim Hà đã rơi vào hôn mê, chậm chậm quỳ xuống. Trên gương mặt giả nua của Bạch Hà Sầu đã đẫm lệ, kéo Phụng Lâu Nguyệt quỳ xuống. Chúng đệ tử ma đạo tuy không hiểu đã phát sinh ra chuyện gì, cũng trong giây phút ấy đồng loạt quỳ xuống. Chỉ có A Lê mang thần sắc hoảng hốt nhìn về phía đại miếu, không dám động đậy. Trên đám mây, sắc mặt Tạ Lưu Vân khẽ biến, sau đó triệu hoán đám đệ tử nhân đạo hạ xuống đất, khom người hành lễ về phía đại miếu. Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn thong dong như cũ. Phía đông trời đổ cơn giông bão, tây bắc tuyết bay mù mịt trên nền đất, một nỗi bi thương thảm thiết chưa từng thấy bao trùm cả nhân gian. Tại thần điện nữ oa, sau khi bia thất sát vỡ vụn thành mây khói, nữ oa ngước nhìn tám chữ lớn cổ sơ mờ mịt đang trôi bồng bềnh trên không trung. Lạnh lùng niệm một câu, kẻ đã lìa đời như các ngươi, lấy cái gì tranh với cô? Mà ngay thời khắc bà ta vừa cuồng vọng phát ra lời ấy, tám chữ quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng đột nhiên xảy ra biến hóa. Các ký tự mờ nhạt méo mó biến thành một luồng ánh sáng, sau đó luồng ánh sáng ấy tiếp tục biến đổi, dần dần hợp lại thành một bóng hình. Thân mặc đạo bào màu đen tuyền, eo mang một thanh kiếm vô danh. Ở vị trí của tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông ta, hoàn toàn giống hình dáng tôi nhìn thấy tại tuyết vực bí cảnh và bên trong huyền quan của huyễn ma. Thật không ngờ ma đạo tổ sư thế mà lại lưu giữ một đạo kính tượng thần niệm trong bia thất sát. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 354, Thần Tượng Băng Than 2. Chẳng qua chỉ là một bóng dáng tàn hồn rách nát mà thôi. Nữ oa chấn động trong giây lát, rồi hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói. Nhưng ngay khi bà ta vừa thốt lên câu này, bỗng nhiên tôi cảm giác được hai luồng thần niệm thân thuộc dao động từ hai hướng tây nam truyền đến. Ma đạo tổ sư vẫn còn sót lại hai bóng hình của ông ta tại tuyết vực bí cảnh và bên trong huyền quan của huyễn ma. Bây giờ toàn bộ đều chuyển hóa thành thần niệm, hội tụ thành hình dáng của ma đạo tổ sư đứng hiên ngang trước mặt tôi lúc này. Ba đạo thần niệm hòa làm một thể, bóng hình của ma đạo tổ sư càng lúc càng chân thực và sống động hơn, tựa như bản thân ông ta đã tái sinh vậy. Ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh giai hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô minh cung nội tận lượng ngôn. Cái bóng của ma đạo tổ sư cuối cùng không tiếp tục trầm mặc nữa, từ từ mở miệng, niệm ra câu sấm ngữ thuộc về riêng ông ta. Nữ oa mới đầu còn có thể giữ vững bình tĩnh, đợi khi ma,
Đạo Tổ Sư đọc to câu sấm ngữ, sắc mặt sửng sốt, lộ ra thái độ kinh hãi tuyệt vọng. Ta hiểu rồi, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Thiên Đạo không muốn buông tha cho ngươi. Không phải bởi vì giáo lý chúng sinh bình đẳng của ngươi xung đột với Thiên Đạo, mà là vì ngươi nắm giữ. Đáng tiếc là nữ oa không nói hết câu, bà ta không dám, nói rồi sẽ bị trời phạt sát cơ. Lúc trận chiến phong thần năm đó bùng nổ, bà từng hứa với ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhân gian, cũng sẽ không ra tay với đệ tử ma đạo ta. Ma đạo tổ sư chất vấn. Ha ha, nhân gian cũng từng là đạo trường của ta cơ mà. Từ rất lâu về trước, tại thời khắc bà bỏ mặc yêu tộc thì đã không còn dính líu gì với bà nữa rồi. Người đã hóa thành cát bụi rời khỏi nhân thế, bóng hình trước mắt này chẳng qua là thần thức cuối cùng người lưu lại nhân gian. Nếu như ngươi dám ra tay với ta, trên trời dưới đất sẽ không còn chốn dung thân nào cho ngươi đâu. Ma đạo tổ sư không trả lời bà ta, mà trực tiếp dùng hành động để đáp trả. Kiếm vô danh rút ra khỏi vỏ, trong chớp mắt một đường kiếm lóe lên nhanh chóng đâm xuyên qua cơ thể tượng thần của nữ oa. Nữ oa kinh hãi hoảng loạn, nhưng cũng chỉ có thể đứng yên sững sờ nhìn tượng thần của mình bị phá vỡ. Tượng thần bị hủy, phân thần của bà ta cũng dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành cát bụi biến mất không còn dấu vết. Thiên giới, cung oa hoàng, bổn tôn nữ oa đã tỉnh lại ngay thời khắc phân thần của bà ta bị tiêu diệt, mở miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Tàn nhẫn mắng một câu, đợi đến ngày thời đại mặt pháp kết thúc, cô nhất định giết sạch hết toàn bộ đệ tử ma đạo trong thiên hạ. Lời bà ta vừa nói xong, một đạo kiếm khí từ hạ giới truyền đến, trực tiếp xuyên thẳng qua cung oa hoàng. Sau đó cung oa hoàng âm âm sụp đổ, khiến sắc mặt nữ oa trắng bệch tuyệt vọng cùng cực. Trong thần điện, bóng hình của ma đạo tổ sư từ từ tan biến. Nhìn thấy bóng lưng của ông ta, lòng tôi tràn ngập lưu luyến, rất muốn giữ ông ta lại, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn ông ta hòa quyện vào hư vô. Từ đó, trên trời hay dưới đất đã không còn lại bất kỳ dấu vết nào của ma đạo tổ sư nữa. Phải mất một hồi lâu sau khi ông ta biến mất, tôi mới từ trong bi thương mà bình tĩnh trở lại. Trong huyền quan, cờ chiêu hồn hoảng hốt lắc lư. Khí số ma đạo điên cuồng bạo phát, nhưng những chuyện tiếp theo đó mới càng lúc càng phiền toái. Từ nay, ma đạo chỉ còn mỗi mình tôi chống đỡ, ma đạo tổ sư đã đem hết mọi thứ của ông ta truyền lại cho tôi rồi. Đặc biệt chiêu kiếm cuối cùng mà ông ta dùng để xuyên thẳng cửu trùng thiên, khiến tôi thấu hiểu được cái gì gọi là tôn nghiêm của ma đạo. Ma đạo không thể chịu nhục, cũng không thể chịu bất kỳ uy hiếp nào. Dưới núi Tiểu Bạch, đại quân Giá Tiên đã tan tác tháo chạy phân tán tứ phía. Đệ tử ma đạo không thừa cơ hội đuổi tận giết tuyệt, bọn họ trầm tư đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn về hướng đại miếu. Ngoài đệ tử ma đạo chúng tôi ra, người của nhân đạo và tiên đạo đến hôm nay cũng lặng lẽ không nói gì. Thế nhân không hề hay biết ma đạo tổ sư đã viên tịch trong quan chấn hồn, mà vừa rồi ông ta đã nói lời từ biệt với hồng trần bên trong đại miếu, khiến nhân gian tràn ngập nỗi bi thương thảm thiết. Không biết ai đã dẫn đầu hét lên một câu, tiếp theo đó chúng đệ tử ma đạo đồng thanh hét lớn. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Cuộc chiến Giá Tiên cứ như vậy mà kết thúc, ma đạo tổ sư san bằng đại miếu, đem núi Trường Bạch lẫn quan ngoại đều xác nhập vào phạm vi quyền lực của ma đạo. Lấy Sơn Hải Quan làm biên giới chia tách nhằm mục đích đối kháng với nhân tiên hai đạo. Tuy rằng trong tam đạo, ma đạo yếu ớt nhất, nhưng mà một cuộc chiến cũng đủ để chấn động đến mấy kẻ đạo tặc ở tứ phương kia. Vừa hay dạy dỗ cho mấy tên thảo khấu ngang ngược khắc ghi vào lòng rằng, ma đạo không phải là nơi chúng có thể rình mò được. Đợi đến khi đệ tử ma đạo đều được sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, tôi mới có thời gian đi xem vết thương của Kiêm Hà, tận mắt chứng kiến rồi mới biết cô ấy đã vì tôi mà hy sinh những gì. Thần hồn thưa thớt, sinh cơ đều không còn. Khương Tuyết Dương lặng lẽ nói, vậy làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho cô ấy đây? Tôi sốt sắng hỏi. Chỉ có tìm thấy cỏ long diên trong truyền thuyết mới có thể giúp cô ấy tỉnh lại lần nữa mà thôi. Khương Tuyết Dương nói, trên thế gian có một loại thuốc gọi là cỏ long diên. Nó có khả năng giúp người chết giành lại sinh cơ, nhưng không thể trùng tu thần hồn. Thần hồn của Kiêm Hà thưa thớt nhưng thân thể không bị thương tổn,
chỉ cần tìm thấy cỏ long diên liền có thể hồi phục trở lại. Vậy ở đâu mọc cỏ long diên thế? Cỏ long diên thuộc về lãnh địa long tộc, chẳng qua Côn Lôn đã từng là tiên đạo tổ đình, có lẽ cũng dự trữ cỏ long diên mà long tộc cung phụng. Vừa nghe cô ấy nói thế, tôi lập tức quyết định đến Côn Lôn một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, Đạo Môn Bái Sơn 1. Cỏ long diên do linh khí của trời đất luyện hóa thành, ngàn năm vẫn không kết được một cây, chính là bảo vật vô cùng hiếm có của long tộc. Thế lực long tộc hùng mạnh, vừa là kẻ địch đối đầu sinh tử của ma đạo chúng tôi. Nếu tôi đến long tộc cầu xin cỏ long diên chắc chắn sẽ không có chút hy vọng nào, chỉ đành đi Côn Lôn mới có một tia sinh cơ. Mộ Dung Nguyên Duệ năm đó bị giam lỏng ở đảo Bồng Lai, là tôi và Tạ Lưu Vân đến cứu cô ta ra ngoài, còn để cô ta thức tỉnh túc mệnh của Cửu Thiên Huyền Nữ. Về mặt tình cảm mà nói, đúng là tôi phụ cô ta trước, nhưng nếu chỉ luận về túc mệnh, cô ta đã nợ tôi một phần nhân quả. Khương Tuyết Dương dùng đèn thất tinh an hồn giúp Kiêm Hà tạm thời ổn định thần hồn, cho tôi thời gian 7 ngày đến Côn Lôn cầu cỏ long diên. Lỡ như hết thời hạn 7 ngày, toàn bộ thần hồn của Kiêm Hà sẽ tan biến thành mây khói. Cô ấy là huyễn ma, sau khi lìa trần thì thần hồn sẽ không nhập vào luân hồi. Sau khi ta đi rồi, sự vụ của ma đạo đành nhờ cậy vào mọi người rồi. Tôi tạm biệt các đệ tử. Cuộc chiến giã tiên tuy rằng đã kết thúc, nhưng ma đạo vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Tàn dư của giã tiên yêu tộc phải được thanh trừng sạch sẽ, ma đạo nhập thế đòi hỏi tái kiến thiết lập tổ đình. Còn cần thu nhận thêm người âm và đệ tử vong hồn, truyền bá giáo lý ma đạo ra thế tục, ngưng kết lòng dân. Những chuyện này hiện giờ tôi đã lực bất tòng tâm không thể quản lý được, chỉ có thể giao lại cho Khương Tuyết Dương và Bạch Hà Sầu xử lý mà thôi. Còn về Thủy Hỏa và A Lê, hai người bọn họ sinh ra vì chiến đấu với kẻ địch. Em sẽ đi cùng anh, Thủy Hỏa nói. Không được. Tạ Lan và Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn còn nhân quả liên lụy nhau. Nếu cô đi thì một chút hy vọng cũng không còn đâu. Đừng quên, cô ta chính là chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng là kẻ thù cũ của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn đấy. Khương Tuyết Dương kiên quyết ngăn cản. Không chỉ là kẻ thù cũ đâu, còn là tình địch nữa đó. Thật ra lý do tôi có phần nắm chắc việc đi Côn Lôn cầu cỏ long diên sẽ thành công là bởi vì sợi nhân duyên giữa tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ. Chẳng qua điều này nhất định không được để Thủy Hỏa nghe thấy. Nếu như để cô ấy điều tra ra mối nhân duyên giữa tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn chưa cắt đứt, với tính cách nóng nảy của cô ấy chắc hẳn sẽ không chỉ đơn giản mài đao thôi đâu. Chuyện này, nghĩ một hồi tôi liền cảm thấy đau hết cả đầu. Chỉ trông chờ tương lai khi Mộ Dung Nguyên Duệ bước lên cảnh giới thiên tôn có thể chủ động chặt đứt đoạn nhân duyên này, nếu không Tạ Lan tôi cả đời đừng mong được sống yên. Thủy Hỏa đồng ý bao dung cho Kiêm Hà, nhưng tuyệt đối không thể dung được cô ta. Mà Mộ Dung Nguyên Duệ là chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng làm gì có chuyện sống chung hòa thuận với Thủy Hỏa. Tôi ngự kiếm bay đến Côn Lôn, hai ngày sau đã tới dưới chân núi Côn Lôn. So với lần trước, núi Côn Lôn hôm nay đã phát sinh ra thay đổi toàn bộ từ trong ra ngoài. Tiên đạo tiến hành nhập thế với quy mô lớn, núi Côn Lôn bây giờ đã trở thành trọng địa cứ điểm của đạo môn, dưới núi xây dựng vô số đạo quán. Đệ tử tiên đạo xuất thân từ vùng cổ địa hải ngoại Tiên Sơn Cửu Châu trong thời khắc này đều hội tụ tại núi Côn Lôn, số lượng ước tính lên đến 10 vạn. Ngày trước để vào Côn Lôn chỉ cần đi qua nội pháp trận liền có thể trực tiếp tiến thẳng vào tiên đạo tổ đình tiền nhiệm. Bây giờ lối vào cung giao chỉ càng được canh gác cẩn thận nghiêm ngặt hơn rồi. Sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ thức tỉnh túc mệnh Cửu Thiên Huyền Nữ, cung giao chỉ liền trở thành nơi tập trung quyền hành của tiên đạo tại nhân gian. Nơi đây được trọng binh trấn thủ và phòng bị nghiêm ngặt cực kỳ gắt gao. Giáo lý tiên đạo đề xướng phân biệt, rạch ròi tôn ti cao thấp. Cung giao chỉ hiện giờ đã là thánh địa thiêng liêng nhất của đạo môn tại nhân gian. Nơi đây ngày một cao quý không thể với tới, muốn bái kiến Mộ Dung Nguyên Duệ càng lúc càng khó khăn hơn. Núi Côn Lôn ngăn cấm ngự không, vì thế tôi quyết định quốc bộ lên núi. Người đến là ai?
từ đằng xa có đệ tử tiên đạo bước lên dò xét tôi. Ma đạo, Tả Lan. Từ sau trận chiến ở núi Không Minh, tên của tôi đã lưu truyền khắp đạo môn, nên người trong thiên hạ đều biết đến tôi. Trận chiến ở Thiên Trì càng chấn động tam thập lục động thiên và thất thập nhị phúc địa, các tông môn ẩn thế đều nghe đến danh xưng của tôi. Hôm nay ma đạo lại bình định loạn thế giã tiên, trong đại miếu tôi sử dụng bia thất sát, mượn thần niệm kính tượng của ma đạo tổ sư tiêu diệt một phân thần của nữ oa. Vì thế, ngay lúc tôi báo danh xưng ra, phút chốc khiến đám đệ tử tiên đạo đã xôn xao náo động. Đệ tử tiên đạo nhanh chóng kết trận pháp, tiếp theo đó từng tầng lớp lớp lan truyền tin tức tôi đến Côn Lôn, vô số đạo thần niệm từ trên núi Côn Lôn phóng xuống. Trên đám mây bồng bềnh, có người còn vội vã từ tận sâu trong núi Côn Lôn bay đến chỗ này. Chỉ nháy mắt, trước mặt tôi đã xuất hiện gần 100 cao thủ tiên đạo, mà trong số họ cảnh giới tu vi nửa bước thiên tôn có khoảng hơn 20 người. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, đừng nói một mình tôi đơn đả độc đấu khó mà chống cự nổi, đến cả dù Thùy Họa đi cùng tôi cũng không phải là đối thủ của họ. Cao thủ tiên đạo và giã tiên không thể so sánh với nhau, sở trường của giã tiên không phải thiên về thuật pháp thần thông, chiến đấu với bọn chúng chỉ là đao kiếm tàn sát khốc liệt đến chết mới thôi. Nhưng thần niệm của mấy cao thủ tiên đạo dùng một động tác liền tự sinh ra pháp tướng, mưa bão sấm chớp, pháp thiên vạn tượng, lơ đễnh sơ suất một chút sẽ thịt nát xương tan thân tàn ma dại. Chiến đấu với giã tiên, tôi vẫn còn cơ hội sử dụng thất kiếm liên phát của thất sát kiếm, nhưng đứng trước cao thủ tiên đạo, ngay cả cự long cuồng phong tôi cũng không thể triệu hồi ra được, đành liều mạng dựa vào thất sát pháp quy dùng kiếm khí giết địch. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 356, Đạo Môn Bái Sơn 2. Mấy kẻ trước mắt đây vẫn mới là chiến lực cấp trung của tiên đạo. Những chân nhân địa tiên của thất thập nhị phúc địa còn chưa có ai lộ diện đâu. Nghĩ đến điều này, lòng tôi bỗng nhiên than thở. Khó trách bọn họ xem mỗi mình người của nhân đạo làm địch thủ cạnh tranh, ma đạo làm gì có tư cách đối kháng với họ chứ. Ma đạo tổ sư đã triệt để rời xa hồng trần, trong mắt bọn họ sợ rằng ma đạo hiện giờ chỉ còn hai vị thiên tôn tại thế chấn giữ mà thôi. Thì ra là ngươi, không biết ma đạo tổ sư đại giá quang lâm là vì việc gì đây? Người vừa cất lời này tôi trước đây có gặp qua, chính là đạo sĩ trung niên. Năm đó tại cung giao chỉ đã phá huyền cơ thất sát kiếm của tôi. Người này họ Lý, tên chỉ có một chữ Nhiễm. Năm đó khi tôi gặp ông ta thì ông ta bất quá cũng chỉ đạt đến cảnh giới hợp đạo. Bây giờ thần niệm mãnh liệt, ắt hẳn đã đột phá lên nửa bước thiên tôn. Lý Nhiễm chẳng hề nể mặt tôi, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự chán ghét và sát ý. Côn Lôn trọn rể ngày đó, tôi đứng trước các vị cao thủ tiên đạo cung giao chỉ đưa ra đề nghị hủy hôn. Sự sỉ nhục này bọn họ tất nhiên khắc ghi trong lòng rồi. Sau đó Mộ Dung Nguyên Duệ thức tỉnh túc mệnh cửu thiên huyền nữ. Sự sỉ nhục này đã biến tướng thành thù hận, bởi vì tôi đã xúc phạm đến tôn nghiêm của chân thần tiên đạo. Không chỉ mỗi ông ta, phàm những đệ tử tiên đạo biết chân tướng sự việc Côn Lôn trọn rể năm đó, đều nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ căm hờn. Nỗi căm phẫn của họ dành cho tôi e rằng đã vượt xa Tạ Lưu Vân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hôm nay Tạ Lan đến đây chỉ vì muốn cầu kiến Mộ Dung tiên tử. Tôi bình tĩnh nói, ha ha, những ngày qua, không biết bao nhiêu thủ lĩnh tông môn đến cầu kiến Mộ Dung tiên tử rồi. Nếu như đến một người liền gặp một người, thì tôn nghiêm tiên đạo ở đâu hả? Lý Nhiễm cười lạnh một tiếng tức giận nói, Tạ Lan thật sự có chuyện quan trọng muốn cầu xin, mong các vị thông báo một tiếng. Tôi nói, có việc muốn cầu xin sao? Ngươi e rằng đã đến nhầm chỗ rồi đấy. Tiên đạo và ma đạo thế bất lưỡng lập, chuyện riêng của ngươi thì có liên quan gì đến tiên đạo ta? Giải thích thế bất lưỡng lập là ý chỉ hai bên đối địch một sống một còn, không thể cùng tồn tại. Hết giải thích. Nếu Lý đạo hữu cố chấp không chịu thông dung, Tạ Lan chỉ đành dùng cách thức bái sơn đạo môn để cầu kiến Mộ Dung tiên tử rồi. Tôi nói, kia gọi là bái sơn đạo môn, chính là một đường đấu pháp luận đạo tiến thẳng đi lên. Côn Lôn chính là tiên đạo tổ đình,
muốn một đường xông vào cung Giao Trì, độ khó không thua kém gì nghịch thiên. Tôi không nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Được. Như vậy hãy để bọn ta mở rộng tầm mắt, xem thử thất sát kiếm của Ma Đạo Tổ Sư rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Lý Nhiễm thản nhiên nhận lời. Tiên môn khai chiến ai sẽ lên trước? Tôi hỏi. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, khai chiến hãy bần đạo tiếp chiêu. Một đạo sĩ trẻ tuổi cầm kiếm bước ra từ đoàn quân tiên đạo. Vị đạo sĩ này tuy nhìn có vẻ còn rất trẻ, nhưng thần niệm phóng ra không hề thua kém Lý Nhiễm. Hắn cũng là cao thủ đạt cảnh giới nửa bước thiên tôn. Trận đấu pháp đầu tiên bắt đầu, đạo sĩ trẻ tuổi giơ tay tạo ra một đạo lưu quang tập kích tôi. Đợi khi tôi từ tốn tránh né qua một bên, hắn đã sử dụng kiếm pháp sư trai chám biểu diễn ra một màn lôi đình vạn quân. Trên thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay hắn, sét và lửa giao hòa, sấm chớp lóe lên, uy mãnh vô song. Tôi liên tục xoay người tránh né, kiếm không thể tùy ý phát động. Bây giờ tốc độ thân thể của tôi đã đến cực hạn thân xác thành thánh. Lôi pháp sấm sét của đạo sĩ trẻ kia tuy rằng chớp nhoáng điêu luyện, nhưng muốn làm tôi bị thương cũng không dễ dàng đâu. Đợi đến tận lúc hắn dùng hết mọi thủ đoạn đẩy tôi vào hiểm cảnh không lối thoát, tôi vừa hay thừa cơ hội sử dụng chiêu thứ nhất của thất sát kiếm, anh hùng vô lộ. Kiếm xuất ra, ánh sáng kiếm vô danh chiếu rọi, kiếm khí uốn lượn tinh xảo như rắn. Kim quang hộ thể của đạo sĩ trẻ vừa lóe lên liền bị kiếm khí xuyên thủng, sau đó đạo bảo bốc cháy. Lộ ra lớp áo cà sa hộ thân bên trong, mà lớp áo này cũng không ngăn được kiếm khí sừng sững của tôi, lần nữa bị phá vỡ. Sau đó, tôi dùng một kiếm điểm trúng yết hầu của đạo sĩ trẻ kia. Ta thua rồi. Sắc mặt đạo sĩ trẻ kia buồn bã ủ rũ, buông kiếm nhận thua. Xông vào Côn Lôn, quy tắc đều do người của tiên đạo quyết định. Tôi không rõ đằng trước còn bao nhiêu địch thủ, chỉ có thể dốc hết sức bảo toàn thực lực, tích lũy chiến ý. Thắng được đạo sĩ trẻ tuổi, tiên đạo mở cửa đình, cho phép tôi mang kiếm lên núi, cũng không có ai theo sau canh chừng tôi. Giờ đây chuyện tôi muốn dùng phương thức bái sơn đạo môn để lên Côn Lôn đã truyền khắp tiên đạo Côn Lôn, vì thế cho dù trên đường lên núi không còn ai canh giữ. Nhưng ẩn nấp trong bóng tối đã đầy dãy sát cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phát động tập kích chí mạng. Có thể là đơn đả đấu pháp, cũng có thể nhiều người vây công bố trận. Thậm chí độ khó rốt cuộc là bao nhiêu, mỗi tầng đều gia tăng một bậc không hề có điểm dừng. Chỉ xem thử Mộ Dung Nguyên Duệ có chịu gặp tôi hay không, nếu cô ta không chịu gặp tôi, cho dù tôi có tử trận trong tay tiên đạo cũng uổng công vô ích. Bởi vì từ thời khắc tôi bước lên địa phận của tiên đạo, mạng của tôi đều nằm trong tay cô ta rồi. Lúc tôi vừa mới đến ngã rẽ bên đường núi chênh vênh, đột nhiên trên trời giáng xuống một nham thạch khổng lồ. Thấy vậy, tôi giơ một tay kích phát kiếm khí, nham thạch nổ tung nát vụn thành từng mảnh nhỏ, đá lở bay tứ phía. Chính tại thời điểm đó, tôi phát hiện ra một luồng sát cơ vô cùng hung hãn truyền đến từ dưới mặt đất. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 357, Huyền Băng Kiếm Khí 1. Tảng đá vỡ vụn giữa không trung, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số măng đá sắc bén như lưỡi dao. Tôi vội vàng đạp không khí bay vút lên cao, trên bầu trời lại giáng xuống hàng ngàn tảng đá khổng lồ. Trời cao không có lối thoát, độn thổ lại vô vọng. Pháp thuật trong thiên hạ đều xuất ngũ hành, hiển nhiên có cao thủ tiên đạo đang núp trong bóng tối điều khiển khí tức tiên thiên mậu thổ, dàn trận thiên la địa võng hồng vây khốn tôi. Nếu muốn xuyên thủng vòng vây của nhà giam này, trước hết cần phải tìm nơi ẩn thân của kẻ thi triển pháp thuật. Trong kỳ môn lục giác của đạo môn, độn thổ khó phát hiện ra đầu mối nhất, Côn Lôn vào mùa đông tuyết, bay dày đặc, bất luận tiên đạo hay tiên thể, đều bị tuyết trắng vùi lấp, muốn tìm ra bổn thể của kẻ thi pháp là việc khó càng thêm khó. Theo thời gian tích lũy, mưa đá trên không trung dần dần che phủ cả màn trời, mà dưới đất dường như không có một chỗ an toàn để đáp xuống. Nếu như tôi vẫn không thể đột phá vòng vây, chờ tới lúc thiên la địa võng hoàn thành, ngay lập tức thân thể tôi sẽ bị giam lỏng trong cái lồng không có lấy một khe hở,
và bị mấy hòn đá bay loạn xạ kia đè ngạt đến chết. Kiếm thứ nhất của Thất Sát Kiếm được gọi là anh hùng vô lộ, mà giây phút này tôi thật sự đang trải nghiệm cảm giác anh hùng không còn đường lui. Chính lúc đó, tôi bỗng nhiên nhớ lại một câu trong kiếm pháp võ đạo. Đối với tuyệt thế kiếm khách thì cây cỏ cành trúc hay hòn sỏi cũng đều có thể xem như kiếm. Trận mưa bão loạn thế trước mắt, ví như tôi lấy kiếm khí để đẩy lùi, thì chỉ biến thành càng chém càng có nhiều đá hơn mà thôi. Nhưng nếu tôi dùng cách trái ngược với họ, lấy kiếm khí điều khiển đá vụn, có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ. Nghĩ đến đây, tôi tra kiếm vẫn thiên vào vỏ, bắt đầu thử khống chế đống đá vụn làm kiếm. Tim ma là thứ thuần khiết nhất, lúc trong lòng tôi chỉ có kiếm, nó liền tùy ý biến thành kiếm tâm. Có được kiếm tâm, kiếm khí theo tâm mà phát ra sẽ không tiếp tục chịu ảnh hưởng từ vật thể bên ngoài. Ngay sau đó, tôi luôn bảo trì trạng thái thấu hiểu kiếm tâm, tập hợp đá vụn hóa thành kiếm hình. Đá vụn rơi như thác lũ, tôi dùng kiếm khí từng chút thu gom lại, ngưng tụ ra kiếm thể trên bầu trời. Từ từ đá vụn tích tụ trong kiếm khí càng lúc càng nhiều, thanh kiếm đá cũng ngày một to hơn. Một trượng, hai trượng. Cuối cùng hình dạng của thanh kiếm đột phá 30 trượng, nặng tầm vạn cân. Mắt thấy kiếm đá sắp vượt qua phạm vi trọng lượng mà kiếm khí của tôi có thể chịu đựng được, tôi đành cắn răng kiên trì, bởi vì một khi kiếm khí giáng xuống, người nhận lấy phản phệ đầu tiên chính là tôi. May mắn thay, mưa đá bạo liệt cũng làm hao tổn hết khí tức tiên thiên mậu thổ của kẻ đó. Bầu trời cuối cùng không tiếp tục giáng xuống mưa đá, mà măng đá trên nền đất dần dần co rút hòa vào dưới lòng đất. Chớp mắt một lão đạo có tướng mạo xấu xí gầy gò mặc áo choàng đạo giáo may bằng vải manh từ trong vách núi đập vỡ đá lao ra, đứng trước mặt tôi. Người đã dùng phép thần thông nào thế hả? Lão đạo nhìn đăm chiêu kiếm đá đang lơ lửng giữa không trung hỏi. Thấu hiểu kiếm tâm, kết đá thành kiếm. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Quả không hổ danh là ma đạo tổ sư. Vậy mà lại có thể lấy kiếm pháp võ đạo phá vỡ khí tức tiên thiên mậu thổ của ta. Được rồi, xem như người đã qua ải. Nói xong lão đạo xấu xí liền muốn rời đi. Tôi vội vàng gọi ông ta lại, tiền bối xin dừng bước. Chuyện gì? Kiếm đá do chính khí tức tiên thiên mậu thổ của đạo hữu hóa thành, xin hãy thu hồi lại. Tôi nói, lão đạo mới đầu hơi ngây ra một chút, tiếp tục nhìn chằm vào tôi rồi mới lộ ra nụ cười bí hiểm. Ta hiểu rồi, thằng nhóc nhà ngươi cũng không thể đỡ được trọng lượng của kiếm đá này. Tại sao ta phải thu hồi lại chứ? Đây gọi là trời tạo nghiệt còn thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống đó. Được thôi, nếu tiền bối đã không đồng ý thu hồi lại, vậy thì Tạ Lan chỉ đành trả vật về chỗ cũ rồi. Nói xong, kiếm tâm của tôi thôn thổ, dùng sức mạnh của thất sát pháp quy kiểm soát kiếm đá, quay ngược kiếm giữa không trung, nhắm chuẩn về hướng lão đạo kia. Giải thích từ thôn thổ là ý chỉ nhập vào rồi lại xuất ra. Hết giải thích. Kiếm đá dài chừng 30 trượng, cân nặng ước tính tầm vạn cân, thẳng tiến bay vù vù về chỗ lão đạo. Lão đạo sững sờ trong giây lát, sau đó kinh hãi hoảng sợ vội vàng độn thổ chạy trốn. Tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi, kiếm đá chuyển hướng trên không, tiếp tục đâm sâu vào nơi lão độn thổ lần trốn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Giây kế tiếp lão đạo hét lên thống khổ rồi phá đất bay ra. Thân thể tàn tạ cùng sắc mặt sợ hãi không còn một chút máu, ánh mắt oán hận căm hờn nhìn tôi, xem ra thần niệm rõ ràng đã thương tổn đến nguyên thần. Kiếm đá do tôi dùng kiếm khí ngưng tụ thành, nếu không đánh thương kẻ địch sẽ khiến bản thân tôi chịu phản phệ. Bây giờ lão đạo đã bị kiếm đá đánh trọng thương, bản thân tôi tất nhiên cũng thoát ly khỏi nguy hiểm. Tu vi đã đạt cảnh giới của lão ta mà vẫn tổn thương đến nguyên thần, tối thiểu trong 10 năm đừng hòng so chiêu với người khác nữa. Tu vi càng cao thì vết thương càng khó hồi phục, thế nên người có thể khiến bọn họ bị thương vốn rất hiếm. Mà kiếm đá này vốn do chính tiên thiên mậu thổ của lão ta hóa thành, việc thu về đối với lão ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Lão không chịu, vậy tôi chỉ có thể làm thế. Tôi không có lòng muốn hại người khác, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu. Thắng được lão đạo, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Leo càng cao, thời tiết càng lạnh dần, vách núi nơi này đã không còn thấy mấy tảng đá nữa, đều bị tuyết bao phủ hết thảy.
đỉnh băng đảo ngược, giống như con dao sắc bén bay vút lên trời. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 358, Huyền Băng Kiếm Khí 2. Phía trên là sườn dốc buốt giá cao thâm vạn trượng dãy núi Quần Ngọc Đầu Kiến, phía dưới là tuyết vực mênh mông phủ trắng xóa vô cùng tinh khiết. Giải thích, Quần Ngọc Đầu Kiến trích thơ Lý Bạch, diễn tả dãy núi chốn thần tiên trong truyền thuyết. Hết giải thích. Lần trước tôi đến Côn Lôn là đi đường tắt của đệ tử nội môn, bây giờ phải từng bước leo lên núi, càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tráng lệ đậm nét kỳ lạ của núi thần Côn Lôn trong truyền thuyết. Khi đi qua một cửa vào hang động, tôi mơ hồ cảm thấy một luồng sát cơ vô cùng hung hiểm, tôi theo bản năng giảm tốc độ lại. Cửa hang động khá rộng lớn, ngay khi tôi đi được nửa đường, từ trong hang động đã thổi đến một luồng gió tuyết băng lạnh giá, khiến cả người tôi run cầm cập vì hàn khí. Mới đầu tôi còn tưởng rằng có người trốn sau lưng thi triển pháp thuật hàn băng, cẩn thận xem xét lại thì hóa ra nơi đây tập trung kiếm khí hàn băng hiếm thấy. Tôi vội vã phi thân nhảy lên cao tránh né luồng kiếm khí rét thấu xương này, nào ngờ kiếm khí kia tấn công kịch liệt không thể ngăn cản. Vừa tránh được một đạo, nó lại bắn ra vô số đạo từ trong hang động, khóa chặt tất cả các biến hóa xoay sở của thân thể tôi. Mặc dù tốc độ thân pháp của tôi đã đạt đến cảnh giới cực hạn ở nhân gian thế mà vẫn không thể tránh được toàn bộ các đòn tấn công. Chỉ nghe một tiếng xẹt, bờ vai tôi đã bị kiếm khí chém ngang một đường máu dài. Nhưng mà kiếm khí không hề có ý định ngừng lại, thay vào đó càng ngày càng tấn công tôi dồn dập hơn. Nhìn tình hình bây giờ, nếu như tôi không ngăn chặn nguồn phát ra của kiếm khí trong hang động, tuyệt đối không thể yên ổn vượt qua cửa ải này rồi. Trước tiên tôi chỉ đành sử dụng kiếm khí đối kháng với kiếm khí trong hang động, tìm kiếm khe hở rồi lao vào bên trong. Vừa vào hang động, lòng tôi liền cảm thấy khó chịu lẫn sầu muộn. Kiếm khí trong động hoành hành ngang ngược, tràn ngập sát khí nặng nề, càng đi sâu vào bên trong. Sức hủy diệt của kiếm khí càng lúc càng dữ dội, chỉ cần một sơ suất nhỏ đều sẽ bị trọng thương thậm chí mất mạng. May mắn thay, kiếm khí trong động tuy rằng kiêu ngạo hống hách, nhưng không dày đặc như bên ngoài động, nhắm chuẩn thời cơ, thì vẫn có thể tìm thấy đường ra, chẳng qua như vậy quá nguy hiểm. Ngay sau đó tôi tập trung tinh thần cao độ, từng bước cẩn thận tiến về phía trước, vừa đi khoảng mấy dặm thì toàn thân đã toát mồ hôi như thác lũ. Nhưng cũng chỉ đành cắn răng liều mạng xông vào trong, bởi vì hiện giờ tôi đến cơ hội xoay người cũng khó. Chỉ cần lộ lưng ắt chạm trán sát cơ. Lại đi vào trong thêm mấy dặm nữa, bỗng trước mắt đột nhiên phát sáng. Bốn bức tường trong hang đều là mặt gương do huyền băng vạn năm hóa thành. Huyền băng vạn năm kiên cố không thể đục vỡ. Những kiếm khí mà tôi chạm trán, toàn bộ đều do mặt gương huyền băng phóng ra ngoài. Chẳng trách nơi đây lại lạnh lẽo và rét buốt thấu xương đến vậy. Mặt gương mô phỏng theo diễn tập pháp trận nào đó, một đạo kiếm khí chém ra liền sẽ cắt thành hàng ngàn hàng vạn đường kiếm, cũng khó trách trở nên dày đặc như chút nước. Khám phá ra huyền cơ bên trong, lòng tôi dần dần ổn định lại, chỉ đợi đi tiếp vài dặm, liền sẽ không chịu dày vò bởi kiếm khí do mặt gương huyền băng phát ra nữa. Nhưng mà chính lúc tôi vừa bước đến trung tâm hang động huyền băng, đột nhiên từ sâu trong hang động chiếu ra luồng ánh sáng trắng lóa chói cả mắt. Luồng ánh sáng chiếu trên mặt gương, khúc xạ lặp đi lặp lại, thẳng thừng lấy tôi làm tiêu điểm chính, dọi hết lên người tôi. Trong phút chốc mọi diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, vì quá bất ngờ tôi còn chưa kịp trở tay, đôi mắt đã bị ánh sáng trắng trực tiếp thiêu cháy, ngũ cảm lục thức cũng hỗn loạn kinh hãi do bị bỏng nặng. Ánh sáng trắng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, những giây tiếp theo mới hiện diện thêm một đạo kiếm khí cường đại cuồng loạn chém tới. Lúc này thần thức của tôi vẫn chưa hồi phục, mà lại bị kiếm khí tập trung tấn công kịch liệt lần nữa, căn bản không thể tránh được đòn này. Vạn kiếm đánh xuyên qua cơ thể, toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều bị kiếm khí xuyên thủng thành một cái rổ. Dưới ảnh hưởng của trận công kích dữ dội này, thẳng thừng lấy đi gần như một nửa sinh cơ trên người tôi. Nếu không phải nhờ tim ma của tôi kiên cố vững chãi, từ trước đến giờ chưa từng thiếu hụt dũng khí, thì chớp mắt đã khiến tôi từ bỏ phản kháng rồi.
Điểm đặc biệt của kiếm khí nằm ở đoạn tuyệt, tôi miễn cưỡng chịu đựng nỗi đau đớn do vạn kiếm xuyên tâm gây ra, tiếp tục lê lết từng bước hướng về phía sâu trong hang động. Mỗi một bước là một vết máu rơi xuống, đến cuối cùng kéo dài thành một đường máu tươi nhễ nhại vượt qua động huyền băng, bước vào đường hầm âm u tối tăm. Kiếm khí bây giờ chỉ còn sót lại một đạo, không còn đủ khả năng tiếp tục đả thương tôi nữa rồi. Tôi gia tăng tốc độ, rất nhanh đã tìm thấy người đang điều khiển kiếm khí ở sâu trong hang động. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc bộ áo màu xanh, mở to đôi mắt ngước nhìn tôi, sắc mặt có chút hoảng sợ. Trên tay thiếu nữ kia đang cầm một đoạn kiếm ngắn, thân kiếm có màu tuyết trắng trong suốt, mang hàn khí lạnh lẽo bức người. Lúc bị vạn kiếm xuyên tâm, tôi đã nghĩ tới hàng ngàn phương thức báo thù độc ác. Nhưng khi thấy trước mặt tôi chẳng qua chỉ là một thiếu nữ trẻ tầm 15-16 tuổi, sát ý trong tim tôi chỉ đành nhanh chóng áp chế. Đưa kiếm cho ta, tôi lạnh lùng ra lệnh. Không, thanh kiếm này do Mộ Dung tỷ tỷ cho ta. Thiếu nữ đem kiếm giấu sau lưng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi. Ta có thể không lấy kiếm của ngươi, nhưng một thân bị thương này của ta, ngươi nói phải xử lý như thế nào đây hả? Hức hức hức, ta cũng không muốn ra tay tàn nhẫn như vậy đâu. Nhưng mà Mộ Dung tỷ tỷ nói ngươi đáng bị như thế, kẻ phụ tình bạc nghĩa đáng phải chịu nỗi đau vạn kiếm xuyên tâm. Thiếu nữ khóc thút thít nói, tôi đã biết Mộ Dung Nguyên Duệ hận tôi mà. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, Chứng Kiến Hôn Nhân 1. Thì ra cô gái này được Mộ Dung Nguyên Duệ ủy thác để làm khó dễ tôi không thể ra tay với cô ta lần nữa. Nhưng nếu không kiềm chế à, tôi sợ khi tôi ra ngoài sẽ bị cô ta đâm lén từ phía sau. Cô tên gì? Tôi hỏi. Ngọc Nữ. Khi cô ấy nói cô ấy tên Ngọc Nữ, trong lòng tôi có chút cảnh giác, trong điện chiến thần, bên cạnh tượng thần Cửu Thiên Huyền Nữ. Là pho tượng điêu khắc một cô gái bằng ngọc, tay nâng bảo kiếm, dáng dấp mang máng thiếu nữ trước mắt này. Đây quả thực là một dấu hiệu không tốt, Ngọc Nữ hiện thân, cho thấy rằng Mộ Dung Nguyên Duệ đã ngưng tụ thành công thần vị, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại thiên đình. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có một chút thương cảm. Với tư chất của Mộ Dung Nguyên Duệ, cộng thêm thân phận của Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, sợ rằng cô ấy muốn trở về thiên đình là việc bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được, không cần phải đợi đến khi trở thành thiên tôn mới có thể. Đến cùng thì chúng thần tuy nhiều, nhưng thiên tôn cũng chỉ lác đác vài người. Thần vị chủ yếu đến từ việc sắc phong của thiên đình, đến cả chịu lôi kiếp cũng được thiên đình miễn trừ cả. Nếu thực sự cô ấy về thiên đình, tiên phàm vĩnh viễn cách biệt, vậy thì duyên phận của tôi và cô ấy cũng không thể thành được. Sao ngươi lại không đi? Thấy tôi im lặng không nói, Ngọc Nữ hỏi. Cô dẫn ta ra ngoài. Nghĩ đến đây tôi liền nói. Thiếu nữ ban đầu còn không muốn, nhưng bị tôi hung dữ trợn mắt nhìn một cái, ngay lập tức cúi đầu, ủy khuất mà đi trước dẫn đường. Ra khỏi động, tôi tự mình đi về phía trước. Còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy thiếu nữ từ phía sau nói, người muốn gặp cô ấy làm gì, ta có thể hỏi giúp ngươi. Ta vẫn là nên tự mình gặp cô ấy rồi nói vậy. Tôi nói, lỡ như người chưa gặp được cô ấy đã chết rồi thì sao? Thiếu nữ lại hỏi. Ha ha, ta sẽ không chết được đâu, ta rất chắc chắn về điểm này. Vừa nói xong câu này, tôi liền cảm thấy sát ý từ bốn phương tám hướng ập đến chỗ tôi. Một đạo ly hỏa, một đạo canh kim, một đạo quỷ thủy, một đạo mậu thổ. Người đến chính là Mộ Dung Nguyên Duệ, mậu thổ là bổn tôn của cô ấy, ba người còn lại chính là pháp thân mà cô ấy hóa thành. Ba năm không gặp, Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ còn cách thiên tôn một bước nhỏ mà thôi. Ta thật muốn biết, tại sao ngươi lại nghĩ ta không dám giết ngươi? Bốn Mộ Dung Nguyên Duệ đã hoàn toàn khóa chặt hết khí tức xung quanh tôi, còn có một Ngọc Nữ ở bên cạnh cậy thế chủ nhân đã âm thầm rút ra thanh kiếm trên tay, bắt đầu trở mặt. Mà tôi của hiện tại toàn thân máu tươi, sinh cơ tiêu hao hơn phân nửa, sức chiến đấu cũng giảm đi đáng kể. Nếu như Mộ Dung Nguyên Duệ muốn giết tôi sẽ khó mà thoát kiếp nạn này. Quan trọng hơn cả, nơi này là Côn Lôn, thần niệm thiên tôn của ma đạo không thể đến được đây.
cùng lắm cũng chỉ là thay tôi trả thù. Ha ha, cô đừng quên, lúc đó là ta đã cứu cô ra khỏi bồng lai tiên đảo. Và cô cũng đã đáp ứng với ta, không đến lúc cô tháo mặt nạ thì sẽ không giết ta. Sông có khúc, người có lúc, khi đó người vẫn chưa tế xuất ra tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư, tuyên bố theo lại con đường cũ của hắn. Bây giờ nếu ta giết người, thiên đạo sẽ không can thiệp, càng không liên lụy đến tu hành. Cô ấy nói không sai, lúc bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư xuất thế, trời nổi sát ý, ai dám chiếm bia thất sát đồng nghĩa là đối địch với trời. Nên sau khi tôi ở thiên chỉ tế xuất bia thất sát, Tà Lưu Vân đã từ bỏ ý định liên minh với ma đạo, mà tôi cũng thu hút không biết bao nhiêu cường địch cho ma đạo, theo dõi từ trong tối. Cô không thể giết ta. Tôi nhìn chằm chằm vào bổn tôn của cô ấy, không sợ hãi nói. Ha ha, cho ta một lý do để không giết ngươi đi. Giết ta rồi, cô sẽ hối hận cả đời. Nực cười, nói như thể nếu ta không giết ngươi thì ta sẽ không hối hận vậy. Tạ Lan, thật lòng mà nói, cả đời Mộ Dung Nguyên Duệ ta hối hận nhất chính là quen biết kẻ phụ tình bạc nghĩa, trơ cháo như ngươi. Trước những lời cô ấy nói ra tôi không còn lời nào để đáp, nhưng nghĩ đến Kiêm Hà không còn một chút sinh cơ. Tôi chỉ có thể mặt dày mà nói, ta biết ta nợ cô rất nhiều, lần này tìm đến cô cũng là không còn lựa chọn nào khác. Phí lời, nếu không việc cầu ta thì ngươi sẽ đến Côn Lôn sao? Nói xem, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Ta muốn xin một nhành cỏ Long Diên. Cỏ Long Diên là bảo vật của Long tộc, Côn Lôn tiên đạo ta trải qua 3.000 năm cũng chỉ tích lũy được vài cây. Đại nạn sắp đến, cỏ Long Diên còn phải để dành để cứu mạng đệ tử tiên đạo ta, làm sao có thể đưa cho ngươi được? Mộ Dung Nguyên Duệ trực tiếp từ chối. Ta sẵn sàng lấy đồ vật để đổi. Tôi nói, ma đạo nghèo rớt mồng tơi, kể cả thanh kiếm của ngươi cũng là do ta tặng cho, ngươi lại có vật gì để ta phải xem trọng chứ? Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 360, Chứng Kiến Hôn Nhân 2. Tôi bị cô ấy nói đến đỏ cả mặt, nhưng lại không thể thừa nhận những lời cô ấy nói là sự thật. Nếu cô đồng ý cho ta cỏ Long Diên, ta sẽ nói cho cô nghe một bí mật. Bí mật này có liên quan đến việc cô có thuận lợi trở thành thiên tôn hay không. Thiên tôn khó chứng, nghe tôi nói sẽ liên quan đến việc cô ấy trở thành thiên tôn. Mộ Dung Nguyên Duệ để lộ ra nét mặt có vài phần tò mò, nhưng phần nhiều vẫn là nghi ngờ. Bí mật gì? Cô theo ta đến một nơi là biết ngay, tôi nói. Mộ Dung Nguyên Duệ nghĩ ngợi một chút, rồi thu hồi lại pháp thân, lạnh lùng nói, dẫn đường. Nếu người nói dối, kết quả như thế nào thì tự người rõ nhất. Ta là ma đạo tổ sư, nói thế nào thì làm như vậy, làm sao có thể lừa cô. Như vậy là tốt nhất. Hiện tại tôi cùng với Mộ Dung hai người ngự không phi hành bay đến huyện U Minh nơi gần với Côn Lôn nhất. Muốn đến Âm Ti, thuận tiện nhất là đi qua Miếu Thành Hoàng. Trong Miếu Thành Hoàng có một cổng âm dương giới thông đến Hoàng Tuyền. Lúc này đang là hoàng hôn, thời điểm phùng ma, dương khí bắt đầu suy giảm, âm khí bắt đầu tăng lên, là cơ hội tốt để xuống Âm Ti. Miếu Thành Hoàng của huyện U Minh được xây ở sườn núi vùng ngoại ô, do là đất rộng người thưa, nên hương khói ở Miếu Thành Hoàng rất ảm đạm. Lớp sơn vàng trên tượng Thành Hoàng ra bong chóc từng mảng, điện thờ lại càng thêm đổ nát. 8 vị tướng bảo vệ Miếu Thành Hoàng siêu vẹo, nghiêng lệch, các chi không? Còn toàn vẹn, ngươi đưa ta đến đây làm gì? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, đợi một chút là cô biết thôi. Miếu Thành Hoàng này tuy rằng trông không có sinh cơ, nhưng ngay khi tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ vừa bước vào, ngay lập tức xuất hiện vài đạo thần niệm. Một khắc sau, Thành Hoàng ra bước ra từ bức tượng, hướng về Mộ Dung Nguyên Duệ mà đại hành lễ quỳ bái. Không biết huyền nữ đại giá, xin thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa. Thái độ của Thành Hoàng ra thập phần tôn kính. Người không biết không có tội, Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói. Cửu Thiên huyền nữ vốn là chính thần của tiên đạo, càng là chiến thần được truyền khắp tam giới, sát phạt vô song, đắc đạo ngay trong thời hồng hoang. Thành Hoàng ra chỉ là một chức vị thấp bé của Âm Ti, gặp được cô ấy đương nhiên sẽ nơm nớp lo sợ.
Sau khi hành lễ xong với Mộ Dung Nguyên Duệ, Thành Hoàng gia đứng dậy chắp tay chào tôi, lạnh lùng nói một câu, gặp qua Ma Đạo Tổ Sư. Ông bà có câu, người so sánh với người chỉ tức chết người, đãi ngộ này thực sự là một trời một vực mà. Năm đó Ma Đạo Tổ Sư xuống Âm Ti, năm phương quỷ đế của Âm Ti gặp còn phải chào theo lễ của đệ tử. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng lễ tiết vẫn phải đủ. Không còn cách nào khác, sức mạnh đặt lên đầu, tự mình không thể làm được thì không nên trách xã hội này không bình đẳng. Không biết huyền nữ đến đây là vì chuyện gì, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp sức. Thành Hoàng gia nói, ngươi hỏi hắn. Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ về phía tôi nói, ta muốn cùng Mộ Dung tiên tử đi Âm Ti, cho nên tới đây mượn đường. Thành Hoàng gia sắc mặt đề phòng nhìn chăm chăm tôi một hồi lâu, rồi lại nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ lần nữa, không thấy cô ấy tỏ ý gì, nên nói, hai vị xin mời theo tôi. Bước vào phòng trong của miếu Thành Hoàng, Thành Hoàng gia bắt đầu niệm chú làm pháp, cùng với những câu chú ngữ của ông ấy. Trên mặt đất bốc lên một màn khói đen, trong màn khói đen lờ mờ xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen. Đây chính là cửa âm dương giới dẫn xuống Âm Ti. Cánh cửa âm dương giới do Thành Hoàng gia mở ra kém xa so với cái của phán quan vậy một phát bút. Thấy cửa âm dương giới mở ra, tôi trực tiếp bước thẳng vào. Nó không giống với cánh cửa âm dương giới mà phán quan mở ra trong quân trướng của tôi. Đằng sau cửa giới của miếu Thành Hoàng chính là đường xuống Hoàng Tuyền. Rốt cuộc thì ngươi dẫn ta đi đâu? Cạnh sông Vong Xuyên, trước đá Tam Sinh. Nói xong, tôi bắt đầu ngự kiếm phi hành, bay thẳng đến sông Vong Xuyên. Lần trước là thức thần của tôi bị bắt xuống Âm Ti, không thể thi triển thần thông. Lần này tôi không cần phải đi từng bước qua 13 trạm Âm Ti nữa, ngay cả đường Hoàng Tuyền cũng bỏ qua. Nghe nói sắp đi đến đá Tam Sinh, Mộ Dung Nguyên Duệ ở phía sau ngơ ngác một hồi, sau đó liền bay lên đuổi theo. Âm Ti rộng lớn vô cùng, tôi cẩn thận né tránh những người Âm Ti ở dưới đất, cố ý chọn khoảng không không người mà bay, rất nhanh đã tới bên cạnh sông Vong Xuyên rồi. Bên sông, Vong Xuyên vắng vẻ không bóng người, nhìn về phía trước, đá Tam Sinh lặng lẽ đứng đó. Mời Mộ Dung tiên tử, soi về nhân duyên kiếp này. Tôi nói, Thái Thượng Vong Tình, ta soi nó để làm gì? Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói, đá Tam Sinh có nhân duyên của cô. Tôi lại nói, Mộ Dung Nguyên Duệ nghe vậy trầm mặc, một lúc sau mới hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta đã soi qua đá Tam Sinh rồi, cũng đã tận mắt chứng kiến nhân duyên của cô. Bí mật mà ngươi muốn tiết lộ cho ta chính là nhân duyên giữa ta và ngươi ư? Không sai. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.